chỉ cầu mong một cái điều duy nhất thôi, đó là phải làm sao cho cái sức đề kháng của cơ thể mình là mạnh lên. Nhưng mà chắc gì cái sức đề kháng mình mạnh lên, trong khi cái nhiễm độc mình chưa giải quyết được, thì làm sao mình giải quyết được cái chuyện mà làm cho sức đề kháng tăng lên, hiểu không? Duy nhất một điều là phải làm sao cho làm cái được mà cái mà đem đến cho mọi người phải là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện, nhưng mà cuối cùng phải có kinh tế rẻ tiền. Đó là tôi muốn nói để mình tập trung cái vấn đề về nhiệt độ cơ thể đó. Cho đó là cái chườm đá của mình nó kỳ diệu lắm. Nếu mà mình chườm nóng trong vòng 2 giờ đồng hồ thì nó lưu giữ cái chất nóng đó trong cơ thể mình 8 giờ đồng hồ. Thế nên tại sao á mà cô á, là cô Kim Cương ấy nay chườm á, là tối á, thấy mà nếu mày khó chườm nha, tôi không biết có chườm không, tại thường thường mấy bà hay làm biếng chườm nóng vô á, thì sáng thức dậy á mình nghe khỏe vô cùng mà người nó phơi phới, thấy không? Thành ra là đừng bao giờ không chườm đá. Khi mình chườm đá nóng rồi thì mình giải quyết được hai cái vấn nạn cực kỳ lớn. Thứ nhất, lớn nhất là ung thư, chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ bị ung thư. Cái thứ hai là sẽ không bao giờ bị đột quỵ. Hồi sáng này mọi người học cái bài đó nè, tại vì máu mà nó vẫn lưu tốt rồi thì không có cái chuyện mà bị đột quỵ nữa. Bị mấy cái cholesterol, mấy cái chất cặn bã, những cái sơ vữa rồi nó trôi hết rồi. Chờ mà chẳng cái đầu thông lắm á. Thông không? Thông lắm, nhẹ lắm. Chị chờ bao lâu rồi? Mới chờ có hai ngày. Hai ngày rồi á? Mà chờ lần đầu thì nghe nó nhẹ nhẹ chút. Hôm nay á chờ mà tháng sáng thì thấy cái đầu thông và nó dễ chịu lắm. Nó thông á, nó thoải mái lắm. Cái quan trọng tại vì hôm trước bị xoang cái này. Tại vì xoang? Nó hay bị nặng cái đầu đó. Khó chịu. Giờ chùm được có 2 ngày thôi, một ngày thấy nó nhẹ nhẹ. Rồi còn hôm nay chùm ngày thứ hai thôi mà thấy cái đầu mình nó thoáng lắm. Đấy. Nó nhẹ, nó thoáng lắm. Chị bị cái bệnh đau bao nhiêu năm á, mười mấy năm mà không có chữa được á. Đau từ đây này, đây mà có cái khúc này mà không có thuốc gì chữa á. Đi ghét các thầy chữa rồi đó. Với lại cái nó nhói nhói, hôm đó có nói với cô là cứ nó nhói nhói ngoài này, nó nhói hoài luôn á. Chứ mình cũng sợ, không biết gì mình. Mấy cái đó dễ lắm. Mấy cái đó chỉ cần chườm đá ở cái vùng này ha, rồi chườm ngược trở lại ha. Dạ. Thì mấy cái đó hết. 2 ngày, hôm nay hết luôn thầy. Hết luôn. Hôm nay hết luôn. Mắc bao lâu rồi? Dạ. Mà bị ra bao bệnh bao lâu rồi? Bị son á thì mười mấy năm rồi. Ừ. Rồi còn cái đó thì nó cũng thời gian cũng gần đây mới tạm. Vâng. Dạ. Vậy mà đấy. Thấy không? Dạ. Nhưng mà nhớ nha, nhớ một cái điều cực kỳ quan trọng. Khi mình đã khỏi rồi á thì phải nghĩ tới cái cách để cứu người, nghĩ tới cách để cứu người, hiểu không? Phải đem cái hiểu biết của mình để giúp cho mọi người, bởi vì nó rẻ tiền quá, người ta có thể coi thường, người ta có thể khinh khi, nhưng mà đó là cái sự thử thách của mình để cho cái lòng mình có kiên trì hay không. Thí dụ mình nói người ta, khi người ta nghe, nhiều người ta nói mình ba xạo này nọ các thứ, người ta nói nhục mình cũng phải lì luôn để mình làm sao dụ cho ta làm được để ta khỏi bệnh. Rồi tới một ngày ta khỏi bệnh, ta suy nghĩ là mình sai lầm á, xã hội này không phải người xấu không mà cũng có người tốt, thì mình phải đứng ở trong cái số tốt người tốt, chứ đừng có thấy người ta nói mình nặng chứ mình không nói không được. Tại mình nói điều đúng, không sợ để nói, mình nói điều mà có lợi cho xã hội thì đừng bao giờ không nói, nhất là sức khỏe, được chưa? Dạ. Giờ chưa làm nghề gì? Cũng chạy đi buôn bán giao hàng. Tức là buôn lậu rồi. Tốt quá rồi. Đá này buôn đá mà đá hàng xì á. Đá hàng xì á. Vậy cái này buôn đá mà. Ăn mắt. Ok. Thế thì như vậy là khi mình chườm đá thì hai cái chứng mà mình đã không bị mắc là hai cái chứng mà để gây cái tử vong lớn nhất thế giới hiện nay, rồi đột quỵ và ung thư, thì cái đó là super rồi. Rồi bây giờ
là ai có gì tâm tư gì kể lễ thầy em à, rồi mấy người gia đình rồi sao rồi? Dạ có, trong đó có một người thì đã ok rồi. Cái một cái ông, đó là từ hồi giờ đi hay tập thể dục, mà cứ đi khi nào đi ra ngoài đường rồi phải mặc áo gió, tối sáng thì mặc áo gió, lúc nào áo gió hết á. Mà hết đi ra ngoài đường mặc áo gió, về rồi cũng bắt đầu phải cạo gió. Nhưng mà có ông con ông là bác sĩ đó, nhưng mà rồi cái bệnh mà cũng vì cái xương khớp rồi vì cái đầu ngủ không được, ngủ không ngon. Xong mà em chỉ đến đây em học nè, thì nói chung em cũng có được chị Trang là bài khóa trước rồi, đợt trước là ông đã gọi điện thoại giúp cho em rồi. Em gọi điện thoại cho em rồi, em bày rồi, hôm nay em đến bày thêm một lần nữa. Thì tuần này đi tập thể dục là vất áo gió rồi, mặt hôm nay bắt đầu hồng rồi, chiều đá hồng. Thế là ngày hôm qua cả làng là cái nhóm đó là karaoke hát ăn uống với nhau để mà ăn mừng rồi đó. Đó là sơ làm điều là sơ là sơ phải không? Sơ rồi không có ăn gì được mà. Nhưng mà vậy là tốt rồi. Không, nói chung yên tâm đi, em làm là em nhân rất là nhanh. Em làm việc là em nhân rất là nhanh. Cứ em cứu một người thì phải cộng thêm một người biết học biết. Tốt. Khi nào em phải làm vậy? Tại em không có giờ. Cho nên ví dụ em chỉ giúp cho cái người mà làm, ví dụ người này nhàn, người này bịt nặng, thì em bắt buộc phải một người làm. Em chỉ cần cho bày cho 3 ngày thôi, rồi là người đã bày. Thì khi cái người đã bày đã bắt đầu nhân ra cả nhà. Cho nên em làm rất là nhanh. Khi mình làm điều tốt, có nghĩa là mình truyền được cái thông điệp yêu thương. Ai gì là vậy? Tôi quên chứ anh em. Đúng. Em làm rất là thế giới đại đồng rồi. Cho nên bây giờ cái nhóm mà nhóm đó là thêm có hôm vừa có hôm xong cái là em đến là họ kéo giống như cả làng, giống như là thầy nói là họ kéo quân kéo trận đó. Xong là phát hiện một cái ông là giống như đột quỵ á. Là cái mà cái triệu chứng của ông như vậy luôn. Xong là em cũng bày cho mấy cái huyệt đưa máu lên não vậy đó. Rồi xong là em bắt trường đá, thế là đi mua cấp tốc đá rồi này kia cái nọ. Hôm nay trường rồi dắt nhau đi vui vẻ cả làng vui vẻ. Tốt quá, tốt quá. Mọi người thấy đây là cái gương. Mình phải làm được cái điều đó. Mình nhưng sống... mà con xin lỗi vậy nè, trước tiên á, con này con có một cái, ví dụ người ta cũng nói vậy, người ta không bao giờ mình giới thiệu đám người ta mua hết. Cho nên bản thân con á, năm nay là con tốn tiền, có nghĩa là ai cho con đồng nào là con mua đá hết, con cho con tặng hết. Chúa cũng cho lại thôi. Không, có nghĩa là vậy đó. Cho nên con không lớn lúc nào trong đúng người rồi. Con có tiền là kể như rồi, ôi ghê, không có đồng nào hết. Đấy. Cho nên đôi lúc mà nhiều khi con không phải mua chỉ có 2 cục đá đó thầy. Con mua cho họ tới 6-7 cục lượng, tại vì chả có người bị vút, bị này, bị kia luôn. Cái nóng, cái lạnh luôn. Ý là hôm nay bạn cá bán đá. Ra đá rất là nhiều, cho nên là con cho không rất là nhiều. Nhưng mà là người nào phút, người nào đi cửa. Cho nên là cuối cùng là bắt đầu họ người này lan người kia, lan người kia, bắt đầu họ cứ tận mua, cho nên từng bữa giờ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta có một cái giải pháp rất hay. Cái giải pháp đó mà chúng ta biết rồi cái căn cơ đó, thì mọi người nên lấy cái này để mà giúp cho đời. Khi mình lạc quan yêu đời, khi mình ăn ngon, khi mình ngủ ngon, khi mình tiêu hóa tốt thì tốt rồi, đòi hỏi gì nữa. Chị mới có 2 ngày mà chị cảm thấy nhẹ nhàng rồi, thấy không? Nhưng mà sắp tới nó còn nhẹ nhàng hơn nữa. Rồi. Da của chị hôm nay sáng đẹp hơn. Hết tự nhiên mặt hơi à? Hết mặt hơi. Hồi xưa đó, tôi cũng nói với mọi người là cái mà mình sợ nhất là cái chết. Nhiều khi nằm ở ngoài trời nhìn lên trời sao, trời này sao mình sanh ra chi vậy ta, mà đang ở sung sướng gì tự nhiên chết. Chỉ có sợ chết không? Sao gan thì bạn đi chùa ở trong cũng gan nữa. Sợ chết chứ, sợ lắm, mà lo không biết cái gì vậy. Mà tôi hồi xưa là tôi bị trầm cảm nặng lắm đó nha, mà nặng nề, mình căng thẳng, nghe cái tiếng đồng hồ mình tích tắc rồi mình chịu nổi. Thì khi mà mình trường đã xong, mấy cái hiện tượng nó mất hết. Mất hết, lạ lùng lắm. Trước đó là tôi dùng thuốc cứu, cứu mấy cái huyệt đạo của Trung Quốc á. Giờ tôi không tin nữa, bây giờ hiệu quả không có gì. Nhưng mà trường vô gan là lập tức có kết quả ngay liền. Ngay liền trong đêm đó, để vô ngay gan xong, ngay liền trong đêm đó, sáng thức dậy, đời nở hoa liền. Lạ lùng.
thấy sư cô bà nay có sư cô tới này. Dạ. Rồi bà có ngày cứ chùa chuyện sư cô thì rồi kinh cứu rồi. Rồi vô mà đi bắt bắt lên đây. Đi lên hả? Dạ. Đi lên, đi lên chơi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.